Thưa quý vị, cũng trong ngày 9 tháng 9, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ ra mắt mô hình cải cách hành chính tại Công an phường 7, thành phố Vũng Tàu và Công an xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Việc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã được xem là bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công an. Hướng tới mục tiêu cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Phát biểu tại các buổi lễ ra mắt mô hình, đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ lực lượng công an trong việc xây dựng mô hình điểm. Đồng chí đã chỉ đạo đồng chí trưởng công an các xã, phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ chiến sĩ được phân công trách nhiệm thực hiện công tác, tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính phải luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, thực sự gần dân, trọng dân, tiến tới triển khai rộng khắp mô hình trên 82 địa bàn cấp xã thuộc tỉnh.